Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury, chúng ta đã quay trở lại cùng với chuyên mục review đồng hồ. Trong thời điểm hiện tại thì giới đồng hồ được chia thành hai nhánh rõ ràng và riêng biệt. Một bên là những thương hiệu lâu đời, tập trung vào giá trị truyền thống của việc sản xuất đồng hồ thủ công như là Patek Philippe hay là Vacheron Constantin. Một bên còn lại thì phát triển dựa trên sức trẻ và sáng tạo, đó là Richard Mille hay là Awake. Cái tên đặc biệt nhất trong những thương hiệu trẻ chắc chắn đó chính là Richard Mille. Với khả năng marketing tuyệt vời, ngài Richard Mille đã biến thương hiệu của mình trở nên cực kỳ nổi tiếng với những cỗ máy thời gian đắt giá và ấn tượng. Và trong video lần này thì chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn hai thiết kế đặc biệt mang mã hiệu RM023 và RM030. Cả hai mẫu đồng hồ đều sở hữu dáng vỏ thân niêu đặc trưng của Richard Mille. Thiết kế nhiều góc cạnh, hầm hố này đã tạo nên tên tuổi của thương hiệu, khiến ai cũng có thể nhận ra. Không chỉ nổi bật về hình dáng, dáng vỏ thân niêu còn được hoàn thiện một cách hoàn hảo, ôm khít cổ tay người sử dụng, đưa tới trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khách hàng. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, nhiều người cho rằng dáng vỏ thân niêu của Richard Mille đã quá mạnh mẽ và có phần không phù hợp khi đeo trên tay các quý bà. Thế nhưng thực sự thì những người này chưa tìm hiểu kỹ về thương hiệu Richard Mille và tệp khách hàng của họ. Có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng sử dụng đồng hồ Richard Mille và trong đó có một phần không nhỏ là phái đẹp. Bên cạnh những thiết kế có kích thước lớn như là mẫu RM030, cụ thể là 42,7 x 50mm, Richard Mille còn đưa tới người chơi những lựa chọn tinh tế hơn, nhẹ nhàng hơn như là mẫu RM023 với thiết kế chỉ 37,8 x 45mm. Thiết kế này mang thiên hướng unisex, phù hợp với những quý ông có cổ tay không quá to và cả những quý cô theo đuổi phong cách năng động và cá tính. Điểm ăn tiền thứ hai của Richard Mille chính là bộ dây cao su chất lượng cao, ôm trọn lấy cổ tay người dùng. Tất cả dây cao su của hãng đều được làm từ cao su lưu hóa, đã qua xử lý nhiệt để đảm bảo không kích ứng da, đảm bảo sự mềm mại tuyệt hảo. Với hai mẫu RM023 và RM030, bộ dây cũng có chút khác biệt để phù hợp với tổng thể thiết kế. Được thiết kế theo phong cách unisex, mẫu RM023 sở hữu bộ dây cao su trắng khá nhẹ nhàng, không có nhiều hoa văn hay điểm nhấn. Với cùng tông màu trắng, nhưng mẫu RM030 sở hữu bộ dây ngầu hơn với những sọc thông gió lấy cảm hứng từ xe hơi. Những lỗ hổng này cũng góp phần giúp cổ tay thông thoáng hơn, tạo cảm giác thoải mái trong những ngày hè nóng nực. Sự khác biệt về phong cách thiết kế của hai mẫu được thể hiện rõ nhất trên mặt số. Tuy là cùng thiết kế skeleton lộ máy, nhưng rõ ràng thì RM023 trông nhẹ nhàng hơn so với 030 nhiều. Điều đầu tiên làm nên sự nhẹ nhàng đó chính là bộ cọc số được sắp xếp cách điệu, hình oval chéo mềm mại, đối ngược với bộ cọc số to bản, phủ chất phát quang của RM030. Sự khác biệt nằm ở bộ kim. Như các bạn có thể thấy thì bộ kim của 023 cũng được thiết kế mảnh mai hơn, khác với thiết kế to bản của chiếc 030. Và sự khác biệt quan trọng nhất, rõ ràng nhất đó là bộ máy và tính năng của hai chiếc đồng hồ. Với một chiếc đồng hồ unisex thì nhắm tới cả nam và nữ, mẫu 023 không cần sở hữu quá nhiều tính năng đặc biệt. Sở hữu bộ máy RMA02, chiếc đồng hồ này có khả năng hiển thị giờ, phút, giây và lịch ngày. Tuy bên ngoài đơn giản là vậy, thế nhưng mà Richard Mille cũng khá chăm chút cho bộ máy RMA02 từ bên trong. Đặc biệt nhất trong đó chính là cơ chế Roto có khả năng tự điều chỉnh theo cường độ hoạt động của người dùng. Như các bạn cũng có biết thì đồng hồ tự động sẽ được lên cót khi tay của người đeo di chuyển. Tuy nhiên thì cường độ vận động của mỗi người khác nhau và theo đó khả năng lên dây cót cũng bị ảnh hưởng. Với cơ chế Variable Geometry của RMA02, chiếc đồng hồ sẽ nhận biết được người sử dụng có hoạt động nhiều hay không và từ đó sẽ đưa ra điều chỉnh cho phù hợp với 6 mức độ. Với mẫu đồng hồ RM030, cơ chế Variable Geometry vẫn được áp dụng nhưng còn được tăng tiến lên thêm một cấp độ mới. Về cơ bản thì bộ máy RMA-R1 của mẫu 030 vẫn có khả năng nhận biết cường độ hoạt động của người dùng. Thêm vào đó thì nó còn có khả năng tự ngắt kết nối với Roto mỗi khi thời lượng cót đạt mức tối đa. Như đã nói ở trên, đồng hồ tự động sẽ được lên dây cót nhờ chuyển động của cổ tay. Tuy nhiên nếu như cường độ vận động quá mạnh thì dây cót sẽ bị căng tối đa và dẫn tới ma sát lớn ở những bánh răng. Với cơ chế tự ngắt kết nối, dây cót sẽ luôn được giữ ở độ căng vừa phải và giúp bộ máy hoạt động trơn tru hơn. Cơ chế này cũng được thể hiện qua một bộ hiển thị nhỏ nằm dưới số 12 khi mũi tên chỉ ở chữ on, có nghĩa là đồng hồ vẫn đang được lên cót một cách bình thường. Ngược lại, nếu mũi tên chỉ off màu đỏ thì có nghĩa là Roto đã được ngắt kết nối với hộp cót và đồng hồ sẽ không được lên cót thêm. Bên cạnh chỉ thị ở trên, chúng ta còn có một bộ báo thời lượng cót còn lại nằm ở cạnh trái mặt số. Với thiết kế này thì người dùng sẽ kiểm tra được chiếc đồng hồ con có thể hoạt động được bao lâu nữa và đưa ra quyết định nên đặt vào hộp xoay hay chỉ đơn thuần là cất vào tủ.
Với mục đích thiết kế khác nhau, hai mẫu đồng hồ 023 và 030 hẳn sẽ phù hợp với mục tiêu khách hàng riêng biệt. Còn các khán giả của Gia Bảo Luxury, sau khi theo dõi video này thì sao? Bạn thích mẫu đồng hồ nào hơn? Hãy để lại comment ở phía dưới cùng chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.